Đang đau họng anh em, không nói nhiều được, bị ngậm rồi. Anh em xem like và chia sẻ bạn này nha. Rồi 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 rồi. Em rồi vô tiếp tục năm độc liên đấu này mày. Hay hello lần nha. Mặt tấm này có đi được ra? Không biết rồi. Không biết nghe bảo quá. Ừ, quá. À, gặp đường môn chơi ngãi rồi, mày xong cái sao rồi? Khắc khắc. Cấp nào thì anh? Ê, con 126 năm độc bơ. 126 năm độc bơ anh ơi. Nhanh lên, nhanh lên, nó không dám đụng em đâu. 126 năm độc bơ. Rồi đây. Rồi, ok. Mày tuổi gì thế tèo? Không có tuổi, không có tuổi nha. Tùng Anh ơi, bật tắt nào chứ cái cái. Con nào anh? Em bật từ Lâm Bảo. Hai cái. Rồi, xem giết. Giết. Thấy chưa? 1-0. Đừng môn hả mày? Không có tuổi. À, à gặp cái băng đây mà đây. Cái băng. Gặp con nào đây anh? Gặp con Huấn Hoa Hồng. Gặp anh Duy Alison. anh Khải gặp con đây anh em còn muốn. Tao anh làm cái gặp cho đang em. Huy làm bại nữa. Còn anh làm cái gặp cho đang em. Không có, anh đi cái hai gặp mà. Làm có gặp cho đang. Ủa chứ à kênh Độc Tôn Năm Độc. Ôi, cắt chưa làm hả? Mày đánh chứ tao tốn máu, mày cũng thua à, tao biết mày thua. À, tao biết đâu, em sẽ tù chứ em. Chưa nói, chưa. Anh. Chậm kết hả? Chậm kết chạy là mày ghê vậy. Bác rồi bác xe là con gì mà nó cháy đâu dưới tao. Chủ môn mà nó thấy đâu vậy luôn. Cái bang anh em ơi. Các bạn vào tay đông cường. Hất máu luôn mày. Nguyên nè em ơi. Hất máu rồi. Ok. Nó trưởng tao ghê quá à. Nó làm gì có kịp trưởng. Mày đỡ đi 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 đi. Tao bắt cuốn nó quả thôi. Nó quả tao bị lên tập bột rồi. Không luôn không đánh ra. Từ gần kia tới gần này luôn. Má mà mình mà sao mấy anh xe mà trong gặp mà mình cứ gặp đi à gặp hết rồi khủng luôn. Không mấy đâu thôi đã. Em mua hai củ của anh Khải đấy. Ai đâu rơi vậy? Ồ mua mà anh Khải không biết luôn à. Ừ biết luôn sai thì nó không luôn. Khải ơi em nghe anh ơi anh Khải.
tí anh trả thêm tiền đồng hơn chút anh. Vâng. Sáng nay đây, đây em giật luôn rồi anh. Xong rồi qua cho rửa đồ thì giật đủ mà cái thằng tính cái thằng tính tâm du nó cứ khoe cái dây chuyền xanh thể phải biết là đủ má đủ má mình đâu làm anh thật á mình nói đúng rồi ui à ui ui ơi nhờ bắt đi ơi nhờ bắt đi ơi rồi từ 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 đây cầm cho đây cầm cái bánh khủng rồi chết hết rồi mà mo đi đủ cái chân chết đó nha cậy chết gì mà chết anh dưỡng không em chưa có nó em chưa má này nó chuyện đâu quá hầu như coi này chỉ đeo nổi đó này nó có cái nó nữa đeo loạn phải nhiên đi khai trương con mới đen quá khai trương con mới à xong hết chưa tưởng nguy thế nào anh Thành xem chưa con đang này anh chuẩn bị đây đâu con nào cần nhường đâu. Thôi chém ai cắn nó chết bố rồi đâu. Tầm đấy nó tầm ok anh em cùng xem quẹt cờ lon của mình nha. Nói chung thì đánh cũng khá ok. Tầm này thì cũng cố gắng đánh anh em ơi. Đây 14 thua 2. Phải còn 32 trận nữa. Thì cố gắng từ đây đến 28 thì ráng thua khoảng tầm 6-7 trận là đẹp anh em ơi. Mình lại top 1 là 21 cuốn nè. 21 cuốn top 1 rồi, thua 3 thôi. Còn 3 trận nữa chắc top 1 100% rồi. Nghe mi á, nghe mi kẹp vô danh á. Ai gác chỗ đào đường môn này 48-40 mấy ạc chính khải thua rồi anh em ơi, hạng 3 hạng 4 rồi. Ai 39 thua 9 ạc khải hạng 4 rồi thua xin mấy trận này. Nói chung gặp toàn thiên vương nó bắt gơ quá siêu lầm nữa má full set nó bắt chịu không nổi anh em ơi. Ok anh em và bây giờ clip Khải tạm dừng tại đây nha. Anh em đang xem đừng quên cho Khải một like chia sẻ ủng hộ video này và tối nay và tiếp tục hiện tại Khải vẫn đang bị đau nhưng mà Khải vẫn cố gắng like cho anh em xem nha. Tối nay tiếp tục 18 giờ là 6 giờ tối á. Khải tiếp tục like liên đấu cho anh em xem nha. Anh em đừng quên bỏ lỡ cơ hội tối nay coi liên đấu nha anh em ơi. Ok bye bye anh em nha. Cảm ơn em rất nhiều. Bye bye mọi người.